mai hướng bên kia hết rồi. Không biết nó chín chưa, chứ thấy nó đen rồi, cứ lấy ra rồi. Nó bị đậm quá, nó bơi lên, nó bơi ngược nước lên. À, chỗ này nó bị dính lưới, cái nó phóng rồi. À, nguyên cá đó nè, nó đang bị động đó. Người ta lặn, người ta ngay gỡ mấy cái chà ra đó, nó bị động với nó bơi, nó kiếm thoát thân đó. Mà nó thoát thân thì nó chạy ngược nước, nó chạy ngược nước cái nó lên tới đây, nó bị lưới cái nó phóng ra, nhưng mà cái người ta kéo lưới cao lên nó phóng ra không còn, thì nó nằm trong đó nè. Cái này là người ta kêu giới trà, ở miền Tây nó có làm trà, người ta kêu bằng cắt trà, phải cắt cây này nè, cái nhánh cây theo quy kinh đó. Bây giờ ta đang dở, ta dở trà, trà là mấy cái nhánh cây này, mấy cái nhánh cây này ta kêu bằng trà. Bây giờ ta dở ra rồi ta bao lưới xung quanh tầm rồi đó, rồi ta dở mấy cái nhánh cây này ra để cho nó sạch rồi, rồi chỉ còn lại cá ở trong cái u này, con lưới này nè, rồi cá nguyên cái đống trà đó ta luồn nó lại đây hết rồi đó. Rồi ta dở mấy cái trà này trong khu rồi ta mới kéo lưới vô từ từ từ, ta ráng cái chân lưới lại rồi ta mới bắt cá. Rất là ngon, béo thơm. Nó đen thùi rồi, giờ không chín cũng ăn nữa. Lấy cái nắp kia kìa, nắp kia kìa. Ôi, cái này là tô bên này rồi con. Thiếu cái chén. Lấy cái nắp kìa, ai thiếu chén ăn cái nắp kìa. Mai hướng bên kia hết rồi. Đó. Một chiếc cầu có hơi khó mình đặt. À, chúng ta làm một con. Một can thôi. Rồi chúng vô luôn đi. Rồi cho xin miếng đi chứ chưa có ăn gì hết. Vô ta đi. Một chiếc chén đổ đi. Cái rượu bài ra luôn trong cái miếng. Trời ơi, trời, muốn ngủ luôn đó nha. Đây nè, có ngủ luôn. Đây đen đen nè. Đây nè, đây. Trong nhà. Ở cái mắm này nè. Ừ. 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 Bữa nay ăn cơm lấy cái thau bỏ ngoài cho ăn cơm với mấy anh. Ăn cơm với mấy anh em dở trà luôn. Mấy con cá nó quảng lên, nó nhảy lên. Mấy con cá nó quảng lên, nó nhảy lên.
Nó nhảy. Nhảy lên cái dính cái lưới. Anh em nhìn con cá này có nhận ra con cá chê không? Nó đen thù vậy nè. Nhiều quá rồi. Con cá chê trắng mà nó nướng thành ra con cá đen luôn. Rồi, vô đây luôn. Cái quạt của mình. Ngon lắm rồi không? À, đây đi. Canh cải ngọt hay gì? Canh cải ngọt. Khoai ngọt. Canh khoai ngọt. Thịt khoai ngọt. Dính gì? Cá kho. Mà Vĩnh đi, ông Vĩnh mày ăn, mày Vĩnh đúng không? Ông mấy à, bây giờ mày Vĩnh tao ăn đi. Chút rồi là... Cái nước của tôi uống mà lấy gì trời. Bây giờ mày Vĩnh tao ăn đi, chút rồi tao ăn mày Vĩnh. Cá rô mày luôn á, bà con. Cá rô đồng. Rồi. Dạ vậy có đồ yến đồ quanh đường mà vậy thấy đủ không? Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Chịu không ăn hả? Chén cũng đủ luôn. Trời, cái này cá đồ yến đây. Cái này là cá rô đồng. Nhìn rồi, em coi đi. Rồi dạ. Tôi cũng ăn ké thôi. Đây. Hả? Thử rồi nè. Thôi cứ được. Đâu có làm đâu. Ừ, đâu có làm. Làm cái gì mà chết rồi. Được rồi đó rồi. Đây là trứng cá trên đây. Mày cha ăn rồi dơ lên mình đã lụm luôn còn nói nữa. Không nghĩ già trẻ hay ăn. Thôi dơ lên đưa trong nhà tư rồi. Mày ăn nguyên cá luôn còn cặp nữa mà ăn. Hôm nay bữa cơm mấy anh em giữa trà người ta ăn vậy đó nha bà con. Quá ngon. Mà đặc biệt là có món này là có món cá nướng mỏi nè. Bữa cút mua dẻ. Ừ. Dẻ người cút luôn. Đây là trứng cá các anh chị nè. Đó. Khoai lang nấu với tất cả. Con này ổng thủy trà vô rồi á. Mấy chỗ này tao làm có u nhỏ rồi. Tao thủy trà vô. Tao để chi không? Để chỗ này cá nó đang quảng nè. Là cái chỗ thôi cá nó chuồn vô đó. Nó chuồn vô đây nó trốn ở trong này. Rồi tao mới kéo lưới ở ngoài kia đó. Cái lưới ở ngoài xong anh ta kéo sát vô thì luồn vô cặp nữa cái chỗ trong này đó là chỗ mà cá nó vô đó nó trốn nó vô chỗ mấy ông này đang quăng bằng cái trà nè ông quăng trà chỗ đó là có chỗ để cho mấy con cá nó trốn rồi đó rồi ta mới kéo cái lưới ở ngoài kia đó. Ta kéo, ta luồn vô, úp sát vô trong này luôn. Rồi xong rồi ta mới dở mấy cây trà đó ra lần nữa. Đó. Thì chỉ còn lại cá thôi. Cá này dinh được. Nó dài. Cái lớn đó là cảnh tiết cái chả nam. Nhưng chả dòi
Chán giờ tiếp lúc đầu lúc đó nó đuối mệt rồi, mới nó một mình nhưng mà lên trên người trên, bên trên cái nằm bên trên, tha chụp hình cái chụp hình, đang nằm cái chụp hình nào không hay. Nói vừa thầu. Ta đập cho nó chết để không có nhảy. Bốn con rồi. Bốn con rồi đó. Bốn con. Ăn lửa rác nè.